Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum mọi người nhá. Hiện nay em sẽ lên một khối pin bán cho mọi người giá phải nói là cực kỳ rẻ luôn các mọi người. Em phải nói đây là cực kỳ rẻ luôn, nhấn mạnh là cực kỳ rẻ luôn. Ở đây thì em đang có một cái khối pin như thế này. Em vừa mới làm xong đây. Đấy. Thì làm thì báo led đầy đủ cho các bác luôn nhá. Thì hàng này á thì em sẽ đóng bằng cái cell của nó là cell 2 star. Đấy, cell 2 star các bác nhá, 2 star. 18650, con này dung lượng của nó là 1500. Thì back đôi lại thì kết quả này dung lượng của nó là 3000. Đấy, hiện tại là dung lượng của nó là 3000 các bác nhá. Đấy. Thì một kết quả như thế này, đây cho bác xem này, 2 star này. Đấy, rất là một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc luôn các bác nhá. Cái này thì rất là nổi tiếng rồi. Cell này em lấy được giá thành ra tốt nên là em đóng cho các bác một quả như thế này. Các bác không thể tin được luôn, giá rẻ hơn cả pin tàu. Đây, một cái quả như thế này, nguyên một quả như thế này, và em sẽ bỏ vào vỏ chống sóc cho các bác như thế này. Em chỉ bán cho các bác giá là 250.000 thôi. 250.000 một quả. Đấy, 250.000 một quả các bác nhá. Đó. Một quả như này sẽ là giá là 250.000. Thì cái đầu này đây, cái này mỗi hàn pin này thì các bác nhìn nhá. Bao chất lượng rồi nhá. Mỗi hàn thì bao chất lượng, em sẽ dán cho một cái miếng EVA như thế này nữa. Đấy, một miếng EVA như thế này nữa để cho nó tránh sọc sạch và nó bảo vệ cái mỗi hàn này. Đó, có cả báo pin như thế này luôn, bán cho các bác chỉ có giá là 250.000 thôi. Đấy, quá là rẻ luôn rồi. Em nói cái khối Makita này thì quá là rẻ luôn, dùng chân phổ thông nhá. Máy bắt vít, máy tàu tiếp thì các bác dùng được hết luôn nhá. Đấy, dùng được hết luôn nhá. Thì tí nữa em sẽ test tải cho các bác xem luôn. Xem là bắn được bao nhiêu con vít cho cái quả pin 250.000 các bác bỏ ra có xứng đáng hay không các bác nhá. Em nói cực kỳ xứng đáng luôn, quả pin này cực kỳ xứng đáng luôn. Nha, rồi. Để em sẽ vào, em sẽ đóng thùng hết lại. Đấy, sạc đầy và sẽ test tải cho các bác nhá. Xem là bắn được bao nhiêu con ốc dài 10 phân. Rồi, test con máy TD173 nhái này các bác này, kèm theo quả pin 250 luôn này. Đấy, bác nào lấy alo nhá. Đấy, bác nào lấy alo xem là cái quả pin 250 này nó có ngon không, và cái con máy TD173 này nó nhái này, xem nó có ok không. Đấy, nhái nhưng mà có đầu đút nhanh đó nhá. Đấy, nhanh này không tháo ra nữa này. Ở đây thì em chơi ốc 10 phân. Cái ốc 10 phân, bít gỗ 10 phân các bác nhá. Đấy, sẽ làm quả triển khai này.
250 này. Vẫn 4 đèn full nha, không xi nhê. 10 con bắn ra bắn vào. Là 10 con vừa tháo ra tháo vào, 10 con vít 10 phân này thì không xi nhê gì nhá. Đó, chỉ có 250 một quả pin thôi. Thân máy này thì có chỉ có 500 thôi. Mua full bộ thì 800.000. 800.000 full bộ này, cả máy cả pin cả sạc. Pin là pin 3A đó nha. Ôi nóng quá. Bonus thêm 5 con nữa. Bắn lỗ mới hết luôn nha. Pin 3A bắn khá là phê. Không giống như máy khoan để ép được. Rồi, các bạn mua liên hệ nhá. Pin này vẫn còn full 4 cục nha, không xi nhê. 250 pin, máy 500 nữa, cả bộ là 800.000, cả máy cả pin cả sạc quá nhá. Rồi,